Rồi, hello anh em ha. Chúc thì đây là cái lô mà khai trương năm mới, cái lô ngày mùng 9. Em cố tình em đợi tới mùng 9, em ăn nhậu cho giờ hổm gài giữ vô đợi tới mùng 9 để lên cái lô khai trương cho số 9 cho nó đẹp ha. Đấy. Rồi thì năm mới thì cũng chúc anh em, bà con cô bác, nông dân thì năm mới đầu tiên là sức khỏe, sau đó là phát tài. Công danh thì sáng ngời, may mắn khắp nơi, đổ về tới tấp ha. Đầu năm thì chúc anh em như vậy. Thì hôm nay gửi đến anh em là cái lô mình quay lại năm mới, nên là mình sẽ quay lại là lô A nha anh em. Lô A, với lại có bữa nay có quay cho anh em, gom lại cho anh em một số hổm gà anh em gọi yêu cầu mình rất là nhiều. Đó là gom lại một cái mới máy, mấy cái đầu máy rác giá rẻ giá mềm để cho anh em về yêu khoa học. Thì ở đây bên em có ghi là một mấy cái máy này là đồng giá nè, dễ chơi dễ lựa lắm, 150.000. Ở bên đây thì đồng giá là 350.000, nó cao cấp hơn. Đặc biệt là có cái con đó là 33cc, là nồng tới 36 ly, mà có 350.000. Thì mấy cái máy rác này đó là để cho nó hay, cho nó cuốn hút, để cho anh em coi đó. Thì em sẽ quay chi tiết, em sẽ nói chi tiết sau khi đã quay hết mấy cái máy này, tức là sẽ cuối clip. Ở cuối clip bên em sẽ nói về mấy cái máy rác này ha. Đó. Rồi còn bây giờ là em sẽ vô đầu tiên là mấy cái máy cắt cỏ. Thì bữa nay là giá rất là mềm nha anh em. Máy cắt cỏ thì chỉ từ có 1,2 triệu thôi. Máy cưa thì chỉ từ có 1,8 triệu thôi. Máy bơm thì chỉ từ có 1,3 triệu thôi. Và đặc biệt hơn nữa là bữa nay là combo khuyến mãi khai trương. Khuyến mãi khai trương thì tặng cho anh em một cùng bia. Tặng cho anh em một cùng bia thì quy đổi ra bằng tiền là sẽ giảm cho anh em 200.000 ha. Giảm cho anh em thêm 200.000. Tức là giá này là giá chưa giảm nha anh em. Ví dụ như anh em lấy cái con A1 này thì bữa nay anh em mua ngay cái lô khai trương này thì giảm cho anh em thêm 200.000 là còn 1 triệu ha. Tức là giá này trừ lại thêm 200.000, chứ không phải là giá này là giảm rồi nha. Giá này là giá chưa giảm, giá trên này là chưa giảm ha. Thì trong này nó sẽ có một cái điều kiện ha, thì sẽ tặng cho anh em một cùng bia, tức là giảm thêm cho anh em cái giá ở trên máy bao nhiêu, giảm thêm 200.000 nữa, với điều kiện là áp dụng cho anh em là chuyển khoản trước 100% giá trị máy, và không áp dụng cho những cái máy rác này. Mấy máy rác này là không có áp dụng giảm hùng bia nha. Cái máy này có 350.000 giảm hùng bia, máy này có 150.000 giảm hùng bia, xong tặng lại cho anh em 50.000 luôn, chắc đi tuột quần luôn, đi Bình Dương bán tương luôn không được nha. Thì giảm 200.000 sẽ áp dụng cho anh em là chuyển khoản trước 100% giá trị máy qua tài khoản ngân hàng, không áp dụng khi anh em đặt cọc nha. Đặt cọc thì nếu mà anh em đặt cọc thì trong lô khai trương này bên em sẽ tặng cho anh em một cái bugi NGK mới và một cái bình nhớt ha. Đấy, chỉ tặng cho anh em vậy thôi nếu mà anh em đặt cọc. Còn nếu mà anh em mà chuyển khoản trước hết 100% giá trị máy đó thì bên em sẽ giảm cho anh em, tặng cho anh em một thùng bia, tức là giảm 200.000 thêm. Nói chung tóm lại là giá cực kỳ hôm ha. Nói chung là giá cái lô khai trương này thì nói chung là bán để lấy tương tác, lấy mà câu like câu view đồ này kia thôi, chứ trong cái lô khai trương này thì không có lời lớn gì nhiều đâu ha. Thậm chí là bán mấy nhiều máy là phá què phá lỗ luôn, giống như mấy máy đó mà tặng cái chắc chết luôn ha. Ví dụ như anh em lấy cái máy cưa này đó thì là 1,8 triệu mà anh em chuyển khoản trước thì giảm thêm 200.000 nữa là còn có 1,6 triệu, cực kỳ hôm nha anh em, cực kỳ hôm. Bữa nay là lô này mà không hôm thì không còn lô nào mà hôm nữa ha, rất là hôm luôn ha. Rồi thì đầu tiên là bên em sẽ vô đầu tiên là cái con A1 này ha. Con này giá 1,2 triệu nha. Anh em nào mà chuyển khoản trước thì giảm thêm 200 nữa là còn có 1 triệu bạc. Anh em chuyển cho em 1 triệu bạc là ok luôn. Nó là máy Ryobi cực kỳ đẹp nha anh em. Nhưng mà thực sự ra nó sử dụng cái động cơ của thằng Mitsubishi T100 á anh em. Mitsubishi T100 ha. Cái thằng Ryobi này nó hay, rất là hay hợp tác với thằng Mitsubishi. Cũng kiểu nôm na giống như cái thằng Vingroup của mình á, giống như VinFast á, xe VinFast á, tức là cái xe thì là VinFast nhưng mà nó sử dụng cái động cơ là BMW của Đức ha, động cơ xịn. Thì cái thằng Ryobi này cũng y chang vậy đó. Nó cũng là Ryobi là của Nhật nha anh em ha. Ryobi là cái tài hãng của Nhật, nhưng mà nó sử dụng cái động cơ, nó mua cái động cơ của Mitsubishi. Thì cái con này là sử dụng cái động cơ Mitsubishi T100. Con này là với cái con mà Mitsubishi T100 là y chang nhau. Đó, cái chụp giật đồ này kia là rất là ok. Con này anh em cắt cỏ mà xài lưỡi dao cũng được, ổ cước cũng được. Nó xài cái chế le đỏ mới 2 kim, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này phải nói là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và máy này thì là 20cc nha anh em. Con này 20cc, nồng nó khoảng 30 ly ha. Nồng 30 ly. Con này mà anh em cắt cỏ gia đình, cắt cỏ vườn, đồ này kia là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ nhẹ. Tại vì máy nó chỉ có 30 ly thôi, nó rất là ít hao nhiên liệu nha. Con này 1,2 triệu nha anh em. Đó, anh em nhớ giùm em là máy Mitsubishi T100. Đó, máy rất là đẹp nha. 1,2 triệu mà nghe cái khối lô này rồi giảm ra còn có 1 triệu mà bao ship luôn nha anh em. Giá này là giá bao ship luôn rồi, quá tuột quần luôn anh em ơi ha.
còn đâu mà hôm nữa. Đấy. Rồi trắng cỏ zin luôn nha anh em, trắng cỏ zin. Đó, thì anh em mua hàng bên em thì sẽ được là đầu tiên, cái đầu tiên là máy là phải đẹp ha. Máy mà không đẹp là em không quan tâm. Rồi, máy đẹp sau đó bên em mới bắt đầu là tính tới là máy là phải ngon. Đúng không? Đẹp và ngon thì bên em mới mua, mua về rồi bên em mới mới bán cho anh em. Máy phải đẹp và ngon, cái đó là cái tiêu chí đầu tiên của bên em ha. Rồi, kế tiếp là con A2, con này là Rubin ha. Con này Rubin, con này thì giá 1.250.000. Con này thì nó mắc hơn 50.000 thôi. À, cái con này là cái dòng cao cấp của Rubin nha anh em. Con này thì máy lớn hơn 22cc, thì nòng của nó khoảng 31 ly, cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đặc biệt là cái con này thì là một tay cầm, nó là một tay cầm nha. Đó, cái vú bơm nó là vú bơm lớn, thì vú bơm lớn là anh em biết nó là cái dòng mà cao cấp. Cao cấp nó mới xài cái vú bơm lớn nha. Nó xài cái chế là chế Quanro hay gì đó. Đúng rồi. Đó, xài chế Quanro. Máy rất là đẹp nha anh em. Và cái con này thì nó siêu nhẹ, nó nhẹ hơn con này luôn. 22cc nhưng mà nó nhẹ hơn con này luôn. Tại vì nó thiết kế của nó là thiết kế là nhựa rất là nhiều. Còn cái con này thì trong phần ốp ở đây nó là nhôm, nhưng mà là nhiều anh em là thích. Tại vì cái phần nhôm ở đây nhiều anh em nói là nhôm thì nó sẽ bền hơn nhựa. Đúng luôn, nhưng mà có nhược điểm là nó sẽ nặng. Thì con này nó là vậy. Nó là cái gì nhôm là sẽ nặng, còn ở đây là nhựa ha. Ở đây cũng là nhựa, nó nhựa hết luôn nên là nó rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn nha anh em. Ha, anh em cắt lưỡi dao được. À, ổ cước được, lưỡi tròn được, ok hết. Cắt cỏ gia đình này kia là ok, cỡ ngón chân cái là ok hết ha. Rồi 1.250.000 nha. Kế tiếp là con A3. Con này là Echo nha nè. Echo nhưng mà phiên bản của nó phiên bản green, tức là tiết kiệm xăng. Green có nghĩa là xanh. Xanh á, xanh có nghĩa là bảo vệ môi trường, ít khí thải đồ này kia đó. Chế của anh rồi tự động nha nè. Con A3 này giá 1.300.000. 1.300.000 mà giảm thêm 200 nữa là còn có 1.100.000. Quá trời hôm luôn anh em ơi. Đặc biệt là trong cái lô này, nếu mà anh em nào mà hở hoặc là mua về bán lại thì hốt cái lô này thì nó quá hôm luôn rồi, về bán lại là lời lúc luôn ha. Rồi con A3 này 1.300.000 nha anh em ha. Rồi hai tay cầm đó, dây rút rồi này kia là còn zin hết. Thì cái con này cũng là 22cc luôn, con này 22cc thì nồng nó khoảng 32 ly nha, con này thì nó nồng khoảng 31 ly, con này 22cc nồng 32 ly nó lớn hơn ha. Rồi máy rất là láp đồ kè kia, rất là cứng cáp, rất là đẹp nha anh em. Thì cái giá này nó đã rất là sâu rồi nên là anh em, nhiều anh em hợ, anh em tiệm, anh em mua về bán lại đồ này kia đó thì vui lòng không trả giá giùm em nữa ha, không có đạp giá thêm nữa. Tại vì nó em giảm rất là sâu rồi, giá lẻ cũng như giá sỉ rồi. Trừ khi nào anh em lấy gần khoảng 10 cây đổ lên á thì mới tính là có thể bớt thêm được. Chứ còn mà anh em có lấy lẻ tẻ có 2-3 cây, 5-7 cây thì nó cũng vậy thôi nha anh em. Rồi, kế tiếp là con A4, con này thì 1.350.000, con này thì nó mắc hơn 50.000. Lý do là nó xài cái chụp giật là trợ lực nha anh em, cái chụp giật trợ lực dây hiệu. Máy này nó lớn hơn luôn, nó 24cc, nồng nó khoảng 33 ly nha. Nó con này là Hitachi nha anh em. Con này thì máy Hitachi. Nó là phối cái màu trắng cam, đó một sừng, sừng đen, hai tay cầm. Đó, ống lắp rất là đẹp ha. Đó, cứng cáp. Con này thì 24cc, máy nó lớn hơn. Con bên đây thì 1.300.000, con này thì là 1.350.000, nó mắc hơn 50.000. Thì nó được cái là cái máy, cái nòng nó lớn hơn, cũng xài cái chế quanh rồ tự động luôn. Đó, cái nòng nó lớn hơn và nó xài cái chụp giật dây hiệu thì nó mắc hơn có nhiều đó thôi. Còn nhìn chung thì cái kết cấu của nó giống. Đó, thì ở đây là Echo, đây là Hitachi. Cái form của nó giống nhau nha anh em. Cái form á, form máy là giống nhau. Đó, rồi. Kế tiếp nữa là cái con này là Rubin luôn. Con này là A5, con này thì 1.300.000 nha anh em. Rubin, con này là nó giống với cái con này nha. Nè, cái tem nó là cái con này nè, nhưng mà trong cái quá trình vệ sinh rửa thì bên em xịt nước, cái nước nó mạnh quá đó, cái tem nó bong chóc á, nó bay đi luôn, mất tiêu lụm lại không được. Đó, con này là A5 1.300.000, con này máy rất là đẹp nha. Xài chế là đỏ mới 2 kim. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha. Rồi nhắc lại anh em một lần nữa. Đó, con này thì nồng con này cũng bự rồi nha. Con này nồng là khoảng 32 tới 33 ly nha anh em, khoảng 33 ly nha. Ha. Con này chưa tới 26cc, nó khoảng 24cc thôi, tức là nó bằng với con Hitachi bên đây ha. Con A5 này giá 1.300.000 nha anh em, xài chế là đỏ mới 2 kim. Đó. Đây, nó xài cái chế này là rất là đảm bảo luôn. Anh em chạy là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu mà có thể chỉnh tùy hết theo ý định của mình luôn. Nó là cái chế mà chạy rất là bền nhất hiện nay ha. Rồi. Hai tay cầm ha, con này hai tay cầm nha anh em. A5 1.300.000. Rubin. Đó, nó là đây là nhựa, nó có cái chân nó kê lên đây luôn. Để em coi cái bình xăng này coi. Bình xăng này là bình xăng zin nha anh em. Bình xăng này bình xăng zin mà nó còn rất là trắng nha. Để anh em nhìn nè, rất là trắng. Rất là trắng, rất là mới nha. Rồi, A5 1.300.000. Kế tiếp nữa là cái con A6. Con này đó là Echo nha, Echo. Nó nhiều anh em rất là khoái con này nha.
Echo 235. Rồi lớn hơn nó nữa là có Echo 260 ha, nhiều nó là tương đương với tên là 26 đó. Thì cái thằng Echo này rất là nhiều anh em khoái, nhất là anh em ở miền Nam, tại vì khoái cái hương hiệu Echo. Rồi đặc biệt cái nữa là nó có cái chụp giật của nó trợ lực và siêu bền. Cái thằng Echo thì là nói chung là chạy là cực kỳ bền, rất là bền luôn, siêu bền luôn. Con này là 24cc nha anh em, 24cc nồng khoảng 33 ly. A6 này 1,5 triệu nha. A6 1,5 triệu, anh em mà chuyển khoản thanh toán trước là còn tính ra là còn con 1,3 triệu, mà cái máy Echo 24cc nồng 33 ly quá ngon rồi anh em ha. Một tay cầm chắn, một tay cầm cái ga với di động nó nằm trên tay cầm luôn. Đặc biệt của cái thằng Echo này nó hai cái đệm eo ha, nó có tới hai cái cục cao su đệm eo ở đây, rất là hay ha. Chắn cỏ là chắn cỏ zin nha anh, chắn cỏ zin do nó ghi vào lính em gì máy lớn luôn nè, thấy không đó, nó có cái viền này để hạn chế sóng cỏ luôn nè đó, rất là đẹp nha đó. Giật như không giật, rất là nhẹ ha anh em. A6 1,5 triệu nha. Tại vì máy á, anh nhiều anh em nói sao có mấy cái tiệm khác người ta giật máy cho anh em coi, nổ máy cho anh em coi. Tại vì thứ nhất á, là mấy cái tiệm đó nó mới ra, nó ế, anh em hiểu không, nó ế, nó rất là ế nên nó rảnh lắm, nó giật tá lả tùm lum tà la hết đó. Cái thứ hai nữa là cái số lượng máy của nó rất là ít, còn cái số lượng máy của bên em rất là nhiều. Trong bữa nay luôn, bữa nay là tới 31 máy anh em thấy không, tới 31 máy mà em lên là lên liên tục, cứ cách khoảng 2-3 ngày 3-4 ngày là em lên một lô mấy chục cái máy. Thì không thể nào mà em nổ máy từng máy hết, thì cái clip của em nó rất là dài ha. Thì những anh em nên là anh em đừng có so sánh với mấy cái tiệm đó nó mới ra, nó rất là ế, nên là nó phải dụ anh em ha. Em bán bao nhiêu cái nó đạp giá thêm vài trăm ngàn nó bán, nhưng mà anh em mua cái đó thì cũng được ha, thì sẽ đưa trước mắt là anh em sẽ được rẻ hơn khoảng 100-200 ngàn chứ với bên em, tại vì nó đu theo em dữ lắm, tại vì em bán là hơn mười mấy năm nay rồi, 11-12 năm nay rồi ha, nó đu dữ lắm nên là không có thể theo cái đó được ha. Đây thì tiếp theo đó là cái con A7 ha. Cái con này thì một là 1,5 triệu, con này là Ruby. Thì cái con Ruby này nó cũng giống như cái con Ruby ở trên con A1 này nè, nó cũng giống như cái con A1 mà Ruby này, tức là nó xài cái động cơ là Mitsubishi ha. Thì cái con A7 này nó sử dụng động cơ Mitsubishi, made in Japan, nó có thêm cái lọc gió như thế này luôn nha. Đặc biệt cái con này á, thì cái lốc máy nó rất là mới đó, anh em nhìn ra cái lốc máy nó rất là trắng ha, mới chát luôn, mới ken xà beng luôn. Thì cái con này nó sử dụng cái động cơ của thằng Mitsubishi. Để em coi cái con này nó rất là đẹp nha, nó xài cái tum nhựa mà nó xài rất là đẹp. Con này nó xài cái này nó sử dụng cái động cơ của thằng Mitsubishi, hình như là TNL. Con này là xài TL20 nha anh em, TL20. Nó xài Mitsubishi TL20, tức là nó sử dụng cái động cơ Mitsubishi TL20, rất là nhẹ nha anh em. Cái con này á, là 1,5 triệu A7, 1,5 triệu. Con bên đó nó cũng là 20cc, nhưng mà cái con này á, là cái phiên bản phổ thông, nó nặng nha anh em, nó nặng, với lại nó đời trước. Còn cái con này á, là cái đời cao, tức là cái đời tối tăng nhất, TL20. Và các anh em nên biết TL26 có rất là nhiều, TL23 rất là nhiều, hơn nữa rất là nhiều, tức là dân dân. Nhưng mà cái thằng TL20 rất là hiếm nha anh em, rất là nhiều người khoái cái thằng TL20, tại vì cái máy của nó nhỏ, nó vừa xài cho gia đình đó, và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ đẹp nha. Rồi cái con này là EK20 nè, cái mã nó là mã Ruby nhưng mà nó sử dụng cái động cơ của Mitsubishi TL20 ha. Rồi trắng cỏ nó là trắng cỏ zin nha, nói chung là con này là đẹp, hàng tuyển, máy cọp rất là đẹp đó. Tóm lại một câu là như vậy, và đời nó rất là cao, nó có cái cánh gió phụ đây luôn ha, cái lốc máy đồ này kia là rất là đẹp nha, ken xà beng luôn. Chế này để em coi, chế quanh rồ nghe anh em, chế quanh rồ mà quanh rồ tự động nha, chế zin anh em nhìn nè, rất là đẹp ha. Rồi con A7 1,5 triệu. Còn nãy nói quay lại vấn đề đó là cái máy mà bên em á, do nó rất là nhiều á nên là máy mà không ngon là bên em sẽ không giao, bên em hoàn cọc lại cho anh em, trả cọc lại cho anh em hết. Tại vì trước khi gửi bên em sẽ test nổ qua Zalo rồi cho anh em coi, nhưng mà trong quá trình test nổ nếu mà em nhận thấy có cái gì bất thường, nó không im, cái máy nó không ngon, rồi alo anh ơi cái máy này, ví dụ như máy này đi, alo anh ơi em test em thấy cái máy này nó nổ kỳ kỳ lắm, có vấn đề kỹ thuật rồi, bây giờ một á anh đổi qua anh lấy con khác cho em, hai á anh cho em số tài khoản hoặc là gì cái thông tin mà chuyển khoản đó, em sẽ chuyển khoản trả cọc lại cho anh em đó, đàng hoàng, chứ không có chơi mà tầm bậy tầm bạ. Do đó bên em không phải mà tự nhiên mà bên em được tới 60 mấy ngàn người đăng ký cái kênh, và bán hơn mười mấy năm nay, tới giờ là khoảng 12-13 năm nay,
Còn mấy cái kênh bây giờ nó mới ra thì anh em mua được cái là đầu tiên là anh em mua thì nó được cái rẻ trước mắt đó, nhưng mà về lâu dài nó bán được vài bữa cái nó dẹp tiệm, nó không bán nữa, hoặc là bán cho anh em rồi á nhưng mà đụng chuyện á nó kiếm phụ tùng không có ha. Nhiều khi nó kiếm phụ tùng nó không có, nó ngâm cho anh em dừng vài tháng rồi anh em nản, anh em cũng không làm được gì đó. Còn tiệm bên em á hầu như hồi đó giờ là chưa có ngán cái phụ tùng nào hết, tại vì em bán nó quá lâu năm rồi, anh em món ăn đồ này kia Sài Gòn Đồng Nai đồ này kia quá nhiều rồi, nhiều khi anh em muốn cái món gì cũng có nhưng mà phải là cái máy của em bán ra em mới kiếm nha. Còn mấy cái máy của anh em kiếm á, anh em kêu em kiếm giùm á, kiếm vẫn có nhưng mà em làm biếng lắm, tại không có thời gian. Còn khi mà cái máy mình bán ra mình phải có trách nhiệm, kiếm khó cái nào bên em cũng kiếm cho anh em được. Do đó anh em mua máy bãi thì anh em lưu ý cái chuyện đó, rẻ là một chuyện nhưng mà anh phải kiếm cái tiệm nó uy tín lâu năm thì sau này anh em xài cái máy nó mới ổn định, nó ăn chắc đập bền. Chứ còn mà anh em kiếm máy rẻ thì hàng rẻ thì kiếm rẻ mà mấy tiệm mới ra thì anh em cứ chơi đi hên xui thấy không. Rồi kế tiếp nữa là cái con Maru, cái con này á là A8, con này là 1,5 triệu. Đặc trưng của hàng Maru á là cực kỳ nhẹ và siêu bền ha. Thì anh em có nhiều anh em coi kênh thì chắc biết rồi, chỉ còn nghía theo cái máy nào mà ưng bụng của mình thì mình chốt thôi. Con này thì 23cc nồng 32 ly. Đặc biệt của cái con này đó là lắp rời nha anh em, lắp rời giá chỉ có 1,5 triệu thôi. A8 1,5 triệu nữa, nếu anh em chuyển khoản là còn có 1,3 triệu, rất là mềm ha. Đó lốc nè, lốc máy rất là đẹp, nó bình xăng mới chát, lắp rời nha nè, có thể anh em tháo ra gắn bình xịt đồ này kia rất là ok. Một tay cầm ha, một tay cầm ga trên di động luôn đó. Rồi A8 kế tiếp nữa là con A9 này cũng tương tự luôn, cũng 23cc, nó cũng y xì con kia nhưng mà nó là hai tay cầm. Do đó anh em nào hít một tay cầm thì lấy con A8, còn hai tay cầm anh em lấy con A9 đó. Với lại cái tâm của con A9 này thì theo em là nó nhìn nó đẹp hơn bên đây, bên đây thì nhìn nó hơi tâm này nó xài cái tâm bạc ha, tâm màu bạc nên là nó dễ chày, nhìn nó dễ thấy. Còn ở đây là tâm nó màu đỏ, nó tông sạc tông với mẹ luôn, nên là theo quan điểm em thì cái này nó nhìn nó đẹp hơn, nhưng mà cũng tùy anh em ha. Nhiều anh em thích một tay cầm thì cứ lấy con A8, hai con thì nó bằng giá nhau và chạy rất là bền nha anh em. Con Maru này đó chạy cực kỳ bền và siêu tiết kiệm nhiên liệu nha, đời thì rất là cao, mấy con này thì đời nó cũng rất là cao luôn nha. Rồi kế tiếp là con A10, cái con này đó là giá 1,7 triệu nha nè. Con này thì theo thợ em ghi là cái nòng nó khá là lớn, nó ghi là cái nòng tới 35 ly nha nè, khủng rồi nha. Mà theo quan sát của em thì thấy cái nòng cũng rất là lớn nha, cũng khá là to đó ha. Rồi cái bô nó thiết kế rất là kịch cộm ha, nhìn nói chung là nhìn con này nó rất là ngầu, nhìn nó tưởng tượng ra được một cái thằng siêu nhân đó, nó thiết kế theo kiểu siêu nhân, một cái thiết kế rất là tương lai. Con này mà anh em mua đó khoảng 10 năm nữa giờ nó cũng chưa có bị lỗi mốt nữa nha nè. Cái thiết kế của nó rất là tương lai, sừng rồi 3D rồi lòi lõm đồ này kia rất là ok. Đặc biệt của nó là cái tay ga của nó là tay ga 2 chế độ, anh em có thể là vừa xài giữ, nó là tay ga giữ nè, đi tới đâu nó giữ tới đó không. Còn khi mà anh em bỏ này ra thì nó là tay ga bóp, gạt tới đâu nó tự nhả về, thì cái tay ga của nó là tay ga 2 chế độ. Có nhiều anh em kêu em kiếm cái bộ tay ga này để gắn qua cái máy khác của anh em, kiếm không có nghe nè. Đặc trưng của hàng Tanaka này rất là hiếm, phụ tùng mới giờ nó cũng không có nữa, phải là của máy Tanaka nó mới có cái tay ga 2 chế độ này ha. Mà nếu có phụ tùng thì cũng có được vài cái, nó không nhiều, nó ít lắm ha. Đó là cái hay của con Tanaka, và đặc trưng của cái con này là cái nòng nó rất là lớn nha, 35 ly ha. A10 này 1,7 triệu nha nè, hai tay cầm Tanaka buji đứng luôn ha. Rồi cái con A11 này hồi nãy em sót nó là chỉ có 1,2 triệu thôi. Con này là rubin này là rubin 20223, là rubin 23cc nha nè, 23cc. Thiết kế nó nhìn như trái dưa hấu nha. Cái con này mà lên trước Tết đem đi trưng ở chỗ trang trại của anh em là ngon đó. Nhìn như trái dưa hấu vậy, khỏi tốn tiền mua trái dưa hấu đó. Này mình gọi tạm gọi là rubin dưa hấu rồi ha đó, nhìn nó mắc cười ha đó. Một cái thiết kế rất là ngầu, con này rubin nha. A11 này có 1,2 triệu nha anh em. A11 này 1,2 triệu mà anh em chuyển khoản trước cái nữa còn có 1 triệu bạc thì quá rẻ luôn anh em ơi ha. Anh em không có nhu cầu mua xài mà anh em mua về anh em bán lại giờ cũng lời nữa, ha. Rồi máy rất là đẹp nha. Này, em việc thử cho anh em coi. Thấy không? Hơi hám đồ này kia rất là ok. Con A11 này 1,2 triệu nha. Rồi anh em nhớ giùm em, như vậy là trong cái lô này mình có mấy cái con 1,2 triệu, 1,2 triệu 50 là mấy con này. Rồi, A2, A3 và A11 ha. Tại vì toàn là màu vàng không. Màu vàng mà nó còn rẻ nữa nha anh em ha, còn rẻ mà hàng ngon nha, chứ không phải mà hàng rẻ là hàng ôi, hàng hiu đồ này kia là không có nha. Bên em hàng rẻ nhưng mà rẻ là phải ngon, máy phải đẹp. Máy phải ngon bên em mới giao, không ngon bên em không giao, trả cọc bán máy khác ha. Rồi kế tiếp nữa là cái con A12, con này 1,7 triệu nha. Con này Maru, con này rất là đẹp nha anh em. Maru, con này Maru 20,
nồng nó khoảng là 31 ly. Mấy anh em con ốc đồ này kia rất là đẹp ha. Anh em mua máy cắt cỏ xài cho gia đình, cắt cỏ vườn đồ này kia đó, nhất là trong thời buổi dịch bệnh này đó, thì tiết kiệm xăng là cái nhu cầu tối đa hàng đầu nghe nè. Cái này nữa để em chỉnh lên. Rồi. Chứ đừng có nghe lời người ta ham đi mua mấy cái máy mà to đùng, bự tổ chản, về xài nó không hết, nó vừa hao xăng mà nó vừa mất tiền mà nó vừa giật, nó rất là nặng, khởi động luôn này kia sử dụng rất là mệt luôn. Còn mấy cái con này rất là nhẹ nha, nó tầm 3 kg à. Rồi cái con này thì máy cọp nha, cái tem đồ này kia còn rất là đẹp. Maru ha, Maru. Con này thì lắp liền, cái tua nó nhanh hơn lắp liền. Lắp rồi ha. Đó. Rồi anh em nhìn cái con ốc đó nè. Máy này là máy cọp. Máy cọp ha, rất là đẹp. 20cc. Đó. Con này 1,7 triệu nha anh em. Nếu mà anh em chuyển khoản trước đó thì bên em khuyến mãi khai trương thì nó còn có 1,5 triệu à. Rất là mềm luôn, mà máy rất là mới. Con này nếu như đập hộp vậy đó. À, nhìn cái lốc nè, nó đẹp đẹp đồng bộ nha, chứ không phải mà nó đẹp chỗ đẹp chỗ xấu, ốc chỗ đẹp chỗ xấu là không có. Mấy con ốc này rất là đẹp. Đó. Rồi con A12 ha. Kế tiếp nữa là cái con A13. Con này cũng vậy luôn. Đó, con này cũng vậy luôn. Con này là máy cọp luôn, nhưng mà máy Echo. Con này là A13 là nó hơi bị lem ha. 1,7 triệu nha nè. Con A13 này 1,7 triệu. Con này nó giống như cái con này nè. Con A6 này nè. Đây, hàng này là anh em phải nói là giống nhau luôn, nhưng mà cái con A này 1,5 triệu, con này 1,7 triệu, nó mắc hơn 200 ngàn. Thứ nhất đó là nó hai tay cầm, thứ hai là nó đẹp hơn. Đây em quay cho anh em dễ hình dung đó, anh em thấy không, mặc dù bên đây là đỏ tươi, bên đây là đỏ sậm, nhưng mà anh em nhìn, anh em có thể quan sát được cái con bên đây, cái màu sắc màu sơn của nó còn mới hơn con bên đây. Mặc dù là cái con này cái màu zin của nó là màu tối, nhưng mà con này máy nó cọp hơn, nó đẹp hơn ha. Đó. Nhưng mà cái con này thì nó hay cái là cái chụp giật nó là trợ lực nha nè. Con này thì chụp giật hơn đó. Rồi con này thì nó xài cái chế le đỏ hai kim, chế đỏ le hai kim, anh em có thể tùy chỉnh đồ này kia rất là ok luôn. Rồi con A13 này 1,7 triệu ha, máy rất là đẹp, hai tay cầm nha nè. Đây quay lại cho anh em coi một cái lắp. Còn cái con bên đây là A6 thì 1,5 triệu thì nó là một tay cầm. Rồi cuối cùng là cái con A14, con này là Maru này cũng là một cái con máy cọp nữa. A14 này 1,7 triệu, anh em chuyển khoản trước bớt 200 ngàn, còn 1,5 triệu quá hơn nha. Máy rất là đẹp ha. Đây tem bọng đồ này kia rất là đẹp. Con này nó xài chế quanh rồ hai kim luôn, thường là nó xài chế quanh rồ tự động mà cái con này nó xài hai kim luôn nha nè. Maru con này rất là đẹp ha. Con này thì nó là đời giống như cái con bên đây, nhưng mà nó cao cấp hơn nha. Cái form này là cái form nó cao cấp hơn, tức là cái phiên bản của nó phiên bản cao cấp, mắc tiền hơn đó ha. Hai tay cầm. Rồi em coi cái con này. Con này 24cc nha nè. 24cc nồng nó khoảng 33 ly ha. Đó. Rồi như vậy là em qua hết cho anh em là 14 cái máy cắt cỏ. Thì anh em nhớ giùm em là bên em sẽ có khuyến mãi cho anh em khi anh em chuyển khoản trước, bớt cho anh em thêm 200 ngàn ha. Rồi, bây giờ tới máy cưa. Cái máy cưa em đi lấy cái cân đó. Tết đi tới bây giờ không gà ăn chơi quá, bây giờ mới kiếm cây thước lại. Anh em đợi chút xíu nha, tại vì mới vô khai trương lại rồi giật đồ đâu hết trơn nè, để kiếm cây thước đo cây lam. Rồi đây anh em ơi. Rồi ok. Rồi có cái hước quyền hội của mình ha. Rồi đầu tiên là một cái con tay cục, con này là A15, giá 1,8 triệu. Anh em nào chuyển khoản trước thì bớt luôn 200 ngàn tặng hộp bia, còn có 1,6 triệu. Ruby, con này tay cục 29cc, máy này rất là đẹp nha anh em. Con này rất là đẹp. Đó, anh em nhìn. Tay cục ha. Đó, dễ xài, dễ sử dụng, xài một tay. Tỉa đồ này kia rất là ok, nếu mà nhà mình không có củi, không có cần hạ cây đứng gì nhiều đó thì nên xài cái con tay cục cho nó gọn. Leo trèo nhiều thì cũng phải bắt buộc là xài tay cục cho nó an toàn. Con này thì lam 3,5 tấc nha. Con này là A15 nha nè, rất là nhẹ. Con này nặng 3,5 kg ha, 3,5 kg. Rồi con A16 này là cái con Echo 281 Hằng Thánh. Con này mỗi lần lên là em sẽ nói đó, có nhiều anh em bạn bè bà con cô bác rồi kia đó kêu em kiếm cái máy nó dễ xài dễ sử dụng, để mấy tháng trời đem ra giật phát nổ mà phải dễ xài nha.
đó, dễ xài dễ sử dụng đó. Còn phụ tùng thì thôi khỏi phải bàn đi, đầy rẫy. Thì đây là có con Echo 281, nó cũng giống như một cái tượng đài, giống như chiếc Honda Dream quay của mình đó. Kiếm cái máy nào mà thông dụng ai cũng xài, mà dễ xài dễ sử dụng, bền, cho bò, tiết kiệm xăng, để lâu đem ra chạy cái phát nổ xong đem cắt rồi nó tượng đài luôn. A16 1.8 ha, con này làm nó cũng là 3,5 tấc ha, 3,5 tấc 1.8 Echo. Con này là 4,8 kg nha anh em, 4,8 kg ha, con này 4,8 kg. Rồi kế tiếp nữa là cái con A17, con này bữa nay đẹp nha, con này đẹp nè, con này là Echo, Echo này là Echo 362 nha anh em, và đặc biệt nó của nó là nó đi cái làm Latin nha anh em, làm Latin. Cái con A17 với A18 này là mình đáng để so sánh nè, nó giống nhau. Con này á, là 37cc, con này là 40cc. Thì nó hai con này nó bằng giá nhau, nhưng mà nó khác ở chỗ một số điểm. Nếu mà anh em nào mà cần cái máy để xài không cần quá lớn đó, thì anh em nên lấy cái Echo 362, máy này nó đẹp và nó được cái là để đi làm Latin. Còn nếu mà anh em mà không thấy 37cc chưa phê, muốn lấy 40cc thì anh em có thể lấy con Echo này. Echo này 40cc, máy nó lớn hơn, mà lớn hơn thì nó nặng hơn nha. Còn cái con này anh em nhìn có thể thấy là nó gọn hơn, nó gọn hơn và nó hon hơn. Còn con này thì cái máy nó lớn quá thì nó bự hơn, thì nó nhược điểm của nó sẽ nặng hơn con này. Do đó nếu mà anh em xài mà kia chiếm cái máy cỡ tầm trung để cưa củi hạ cây đứng đồ này kia đó, thì theo em là lấy con 362 này là cũng ok rồi, tại vì nó được cái là cây lam đó. Bây giờ em mới nói là cái con này nó hiếm nha, 362 mà đi cây lam Latin nữa rất là hiếm nha nè. Đó, máy rất là đẹp ha. Con này lam 4,2 ha, A17 này 2,8 nha nè. Nếu mà anh em chuyển khoản trước nữa thì còn có 2,6, quá rẻ anh em ơi ha. Mà máy rất là đẹp nha, máy bên em là máy tuyển, máy nước bột, máy rất là đẹp. Con này là 5,8 kg nha anh em, 5,8 kg ha. Với lại cái chụp giật ở đây nè, nó đang phối cái màu cam đen. Thì em nhìn nó rất là phê ha. Để em giật thử cho anh em nghe tiếng máy nha. Đó. Mấy con này thì nổ rất là chắc lựa luôn. Đó. Đó. Cái hơi của nó rất là lực nha. Cái tiếng máy của nó rất là lực. Đó. Nó nổ xăng cù đó nha anh em, chứ không phải là mấy máy đây bên em không có châm hết xăng, nó nổ cái lượng xăng cù. Với lại đặc biệt một cái nữa đó là cái chỗ mà cái đệm ga này nè, cái bề bản á, anh em có thể biết là cái bề dày của nó dày hơn cái những cái máy khác. Thì khi mà anh em đưa cái tay vô anh em bóp á, nó không có bị đau cái tay, không có bị đau cái ngón của tay của mình khi bóp cọ, nó không có đau, nó êm lắm. Cái chỗ này nè, đặt chân của nó là chỗ này ha. Rồi anh em nhìn cái vàng ốc của nó nè, rất là đẹp, nó mạ vàng 8 carat hay gì đó ha. Rồi con A17 này 2,8 kg ha. Đấy. Còn con A18 này đó thì cái máy của nó là nó làm full nhôm. Cái con này thì nó hay ở chỗ là nó tản nhiệt, tản nhiệt nó đồng bộ luôn, tại vì nó full nhôm hết. Còn bên đây nó xài nhựa đó, nó làm cái thiết kế thì nó sẽ to bự hơn hàng bên đây, nhưng mà do nó máy nó tới 40cc nha nè, nên là nó chạy nó tản nhiệt. Con này nó tản nhiệt tốt, rất là tốt ha. Đó. Rồi con này thì đặc trưng nữa, cái nữa là nó lại nó có thêm luôn cái phanh, máy lớn mà nó có phanh rồi rất là hay nha. Thường là máy lớn là nó không có thiết kế phanh, tại nó phanh chịu không nổi á. Còn riêng con này là nó có nghe nè ha. Cũng rất là lực ha. Con này nổ là lực hơn con bên này nữa. Tức là nó chung cái hiệu nhưng mà nó khác cái công suất thôi. Đó, thì tùy do anh em muốn cái máy mà cỡ lớn á, muốn nhà mình gỗ nhiều, cưa cây nhiều, cưa cho tốc độ cho nó nhanh đi đua rồi này kia, anh em lấy con này là xài khỏi chơi miễn bàn luôn. Con này lam nó dài hơn luôn, 4,5 kg ha. Rồi, 2,8. Con này 6,5 kg nghe nè, 6,5 kg ha. Rồi kế tiếp nữa là hai cái con này dành cho anh em đi khai thác nha. Với lại mà anh em mà kiếm cái hàng xịn sò để xài đó thì anh em lấy cái con này rất là ok. Con này là A19 với A20 là 2,5 kg nha nè. Đặc trưng của nó là giá mềm, chỉ có tầm dưới 2 triệu, từ 2,5 triệu đô lại thôi mà đi cây lam Latin. Nói anh em về anh em háo hai cây lam Latin này anh em bán thôi, mỗi cây lam mà anh em bán cũng được khoảng 800 ngàn, tại vì cây lam Latin rất là có giá trị nha nè. Con này là cái con Buckner ha, hàng này là Buckner. À, thì anh em có thể search qua Google. Con này là Made in Western nha anh em, tức là hàng của Thụy Điển. Buckner này là nó chung hãng với thằng Huvana đó nè, Huvana ở bên Thụy Điển đó. Ha. Đấy, đây là một cái thương hiệu lớn, tức là hàng nó là hàng châu Âu xuất qua Nhật, bán cho người giao nông dân Nhật xài. Thì con này nhiều anh em là gặp là sẽ ngán cái thương hiệu là tại vì thấy nó lạ, không biết nó xài sao, nhưng mà thật sự là xài rất là sướng nha anh em. Hàng châu Âu thì xài rất là ok. Cũng giống như anh em mà bạn đi xe quay rim, bây giờ anh em đi chiếc Vespa của Ý thì xài cảm giác nó rất là sướng, cảm giác nó trải nghiệm rất là lạ.
với lại anh em mà mua đi khai thác kiếm cái máy mà máy khủng á, con này máy rất là khủng nha, con này máy nó khoảng gần 60cc nha anh em, máy khá là khủng nha, gần 60cc thì anh em lấy con này, giá mình mua về mình đem đi khai thác đi xài dịch vụ đồ này kia đó thì mau hu hồi vốn, mà cái lam nó trâu bò chạy cực kỳ ok ha. A19 2,5 triệu ha, hơi rất là mạnh nha anh em. Đó, giật là cho anh em nghe tiếng hơi anh em biết, A19 2,5 triệu. Con này là 8,2 kg nha nè, tại vì máy nó rất là khủng mà rất là lớn. Đó, con này thì không có sữa gỗ nha, con này em thấy có cái sữa gỗ nè. Đó, nó giống nhau nhưng mà cho nó khác biệt một chút xíu. Nội cái lam Latin không là hết bao nhiêu tiền rồi. Con này là lam là gần 4,5 tấc nha nè, nồng đứng luôn. À, quên nãy giờ nói nữa chứ, nồng đứng nha nè, nồng đứng mà máy gần 60cc. Rất là khủng. Đây là cái thằng nông dân Nhật nó ghi cái gì tiếng à em biết rồi. Nó ghi chú thích cho cái mấy cái công tắc nè. À bên đây nè. Đây là công tắc stop nè. À đây là stop. À cái máy này của anh bị mắc nên là cái anh nông dân Nhật anh ghi nè. Cái ghi này là tiếng Nhật nè. Bật lên là on, bật xuống là off hay gì nè. Đó, à, rồi bên đây là kéo le nè, không? Thì bên đây là cái zin, cái tem zin của người ta. Cái này là anh mắc rồi nè, anh ghi gì cho anh nhớ nè. Cái này là cái tiếng của người nông dân Nhật người ta ghi. Đó. Anh em thấy ngon không? Rất là ngon ha. A20 ha. 2,5 triệu. 8kg ha, 8kg. Đó, đồ của Nhật xài nó rất là ngon anh em ơi, mà hàng châu Âu nữa. Thứ gì chịu nổi nha. Rồi, con A21 này 2,7 triệu nha. Mấy cái dòng từ đây cho tới cuối luôn là những cái dòng máy cao cấp nha. Dòng máy cao cấp thì đầu tiên là phải có tiền, có điều kiện chút xíu thì anh em lấy mấy cái con này thì nó xài nó rất là sướng. Vì nhiều anh em hỏi sướng là sướng chỗ nào, nó sướng sao mà giải thích cho tao để tao mới xuống tiền được. Đó, bây giờ lỡ tao thiếu tiền mà mày nói mà nghe sướng hay nghe đúng được. Tao đi mượn tiền hoặc là tao đập bóng heo gì đó để gán bường lên mua con này thì nó sướng. Nói như hôm nay cho anh em dễ hiểu, giống như anh em đang chạy chiếc quay chiếc rim thì bây giờ anh em rồi xài mấy cái con này đó thì cũng giống như là anh em nhảy lên chiếc cái thắt anh em chạy rồi. Giống như anh em đang xài cái điện thoại Samsung 5-7 triệu, 7-8 triệu, bây giờ anh em chơi một cái dèo lên ai xài cái iPhone 2-mấy triệu thì cảm giác nó sướng sao, thì cái con nó cái máy cưa này nó đem lại cho anh em cái cảm giác sướng y chang gì nãy giờ mô tả gì nói gì đó cho anh em dễ hình dung đó, để nó biết nó sướng như thế nào. Cái nó sướng nhiều khi không hình dung được nó như thế nào, xài vô là thấy cái đẳng cấp nó khác liền đó, thì đó là cái cao cấp của đó chỗ đó. Rồi con này là Makita nha anh em, con này A21 2,7 triệu, anh em xài gia đình rất là ok. Và khi đã xài cái con này rồi hầu như là không ngán cái gỗ nào hết, hạ cái cây gì cũng được, cưa cây tre, cây mít, cây xài, cây ổi, cây mặn, cây giống quá gì cũng được, chỉ trừ cái cây bê tông, cây cốt thép thôi là cắt không được thôi. Đó. Rồi con này là Makita ha. Đó. Con này sản xuất tại Nhật nha anh em. Có nhiều anh em nói gặp Makita tao ớn sợ, sản xuất tại Trung Quốc không có nha. Con này sản xuất tại Nhật. À, con này 4,5 tấc ha nè. Con này 4,5 tấc. Đây nè, made in Japan luôn nha. Đó. Made in Japan. Con này thì nó khoảng là 36-35, con này khoảng 36cc, 36-37cc nha nè. Đó, giật rất là ok. Đây, giật thử cho anh em. Đó, giật nó nhẹ, cái hơi máy nó rất là êm. Và nó có luôn cái sỉa gỗ đây nè, nha. Có sỉa gỗ. Đó, trắng tay cầm, 2,7 triệu. Con này 5,5 kg nha, 5,5 kg hơn chút xíu. Rồi, con A22 này cũng vậy luôn, cũng là Makita, giống như cái con A21. Cũng vậy luôn, 2,7 triệu luôn. Đó, đặc trưng của nó là nguyên cái ốp ở đây là nhôm luôn, thì ở chỗ này nó có cái nhông nè, thì cái phần ốp nhôm đó là nói luôn cho anh em biết là phần ốp nhôm này thì nó sẽ có cái hai cái thì nó sẽ tản nhiệt tốt chỗ cái nhông này, chỗ cái tâm này nó giúp cho tản nhiệt thêm nữa. Nhưng mà có cái nhược điểm của nó là do nhôm á, khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại vậy nè thì nó đâm ra là nó hơi chạy, cái đó là phải chịu thôi, khó mà tránh khỏi anh em ha. Đó, con này làm là 4,5 tấc luôn nha, 4,5 tấc, A22 2,7 triệu. Con này là 5,8 kg ha, 5,8 kg. Con này nó xài cũng giống như cái con Shinowa 350 nha nè, nhưng mà phiên bản nó rẻ hơn. Hàng Shinowa 350 thì nó rất là đắt, xài là khỏi chê vô đâu được, giống như bên đây là 4 triệu. Anh em mà lấy được con này thì thôi khỏi phải bàn rồi ha. Còn nếu không thì anh em lấy cái con này, cái công suất của nó cũng giống như 350, chạy cảm giác của nó vẫn 9/10 so với 350. Đó, cảm giác nó rất là cao cấp ha. Rồi, kế tiếp nữa là cái hàng Shinowa này là Shinowa 46. Thì con này nói luôn 2,8 triệu mà anh em chuyển khoản trước bớt lên 200.000 là còn có 2,6 triệu. Quá trời hôm luôn anh em. Trong khi giá bình thường nếu mà anh em có theo dõi kênh bên em á, cái con Shinowa 346 này thường bên em bán là 3 triệu ha.
Thì như vậy nếu mà anh em chơi chốt hết tất cả các loại khuyến mãi trong cái lô này thì còn có 2,6 triệu, như vậy là anh em mua con này bớt tới 400 ngàn ha. Con Sinawa 346 này xài gia đình cực kỳ tốt nha anh em, và cực kỳ cho bò, chạy rất là ok. Con này chạy nó rất là hổn, rất là bốc nha, chạy rất là hổn ha, háo hắn chạy nó rất là bốc, nạt rất là nhanh ha. Rồi con này 2,8 triệu, con này nó có một cái là nó bị bể ngay cái lỗ đây, nhưng mà không hề ảnh hưởng gì hết nha anh em, ở trong nó còn cái lọc gió nữa, rất là kín, đảm bảo cho anh em an toàn tuyệt đối, nó chỉ có xấu ở chỗ này thôi ha. Rồi nhưng mà anh em lấy cái con này, lỡ em có đi bãi mà có gặp được cái nắp nào dư đó, em sẽ gửi tặng cho anh em. Con này có cái nữa là chỉnh anti, là chỉnh tay, cái núm chỉnh ở đây nè, chỉnh như là chỉnh volume nhạc vậy ha, anh em siết vô thì anti cao lên, xả ra anti hấp xuống, cái lam còn chữ Sinawa luôn nha. Con này lam 4 tấc 2 ha, 4 tấc 2. Rồi con này 5,5 kg nha anh em, con này 5,5 kg ha. Con này anh em mua về anh em xài, hoặc là cho mượn, hoặc là cho mướn, hoặc là đi khai thác, đi làm tất cả các mọi thứ đều rất là ok đó. Rồi kế tiếp nữa là cái con A24, con này 3,2 triệu, con này là Sinawa 393, con này nó là 40cc mà nồng đứng, mà máy Sinawa nha nè, nồng đứng máy Sinawa, con này rất là đẹp nha. Cái thiết kế của nó là như vậy nha anh em, chứ không phải mà thiết kế ủa mà bữa nay nó bị tái màu ở đây mới bị đậm màu hay gì, không phải nha. Nè anh em nhìn nè, đỏ phớ nè, cái thiết kế của nó như vậy đó ha, cái màu của nó là màu hồng nhạt chứ không phải là nó bị tái nha. Cái thiết kế ngộ lắm, nó thiết kế dễ gây cái hiểu lầm lắm. Đây nè, cái tem của nó luôn nè anh em thấy không đó, nó là cái thiết kế màu hồng nhạt phối với màu đỏ ở trước cái phông khơm ở đây á là đỏ, còn này là nó chơi phối cái màu hồng nhạt. Con này thì nồng đứng nha, máy nồng đứng, nó có van xả bê tông ở đây luôn, chạy nó hạn chế đóng bụi bê tông của mình, tăng cái tuổi thọ máy cho mình. Con này làm 4,5 tấc ha, máy 40cc đó. Con này 3,2 triệu xài gia đình, mà nếu mà bươn tới được con này là quá tuyệt vời. Còn nếu mà anh em đi khai thác, đi làm dịch vụ, đi cưa cây mướn rồi này kia đó, thì xài con này nó tuyệt vời. Đầu tư một lần nó mắc, nó lâu hư hồi vốn, nhưng mà nó chạy rất là bền, rất là cho bò. Và đặc biệt là cái hàng Sinawa thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm xăng. Nếu mà anh em có gỗ nhiều, anh em lấy con này cưa thì nó bốc và nó ít hao xăng ha. Rồi con này 5,3 kg nha anh em, 5,3 kg. Rồi có con A25 này, hổm ngày nhiều anh em hỏi kiếm nè. Cái con này bữa hổm em cúng khai trương bữa mùng 4 á, bữa đó cúng khai trương lấy ngày thôi, thì em mới có nổ cái con này trên cái clip khai trương, là anh em biết nó ngon như thế nào rồi. Nó là một cái tượng đài của cái máy cưa, tức là nói về máy cưa là không ai không thể không biết với Sinawa 350. Thì cái con này bữa nay là 4 triệu nha anh em. Đó, rất là đẹp, máy rất là ngon. Con này anh em đã có nổ cái clip vào bữa khai trương rất là ok, làm là tinh đầu nhọn luôn. Con này làm nó 4,2 tấc ha. Thì cái con này á thì giá máy mới ở bên Nhật á nha anh em, là nó gần 40 triệu á. Nó tương đương với cái giá của giá trị của cái con xe mà phu chờ này nè. Nó bằng giá bên Nhật. Anh em thấy kinh hồn chưa? Để anh em không biết cái giá mới của nó, anh em nói em bán cái máy gì mà cũ mà tới 4 triệu. Tại vì cái máy mới của nó gấp tới gần 10 lần cái giá em đang bán. Máy mới của nó gần 40 triệu. Kinh hồn thiệt. Do đó là anh em biết về anh em, nếu mà anh em bường anh em mua được con này thì nó xài nó sướng cỡ nào. Nó là một tượng đài rồi ha. Rồi con này 4 triệu anh em, xài gia đình được, đi khai thác được, đưa chuyên nghiệp được, nói chung làm tất cả các điều đều được, và chạy cực kỳ cho bò, 6,1 kg ha. Anh em có thể chạy từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, miễn anh em có tiền mua đổ xăng thì cứ chơi. Rồi cuối cùng là cái con máy cưa A26, con này 4,3 triệu, con này còn khủng hơn nữa. Sinawa 400 40cc nồng đứng ha, con này 4,3 triệu anh em, nồng đứng. Con này làm 5 tấc ha, 5 tấc ha. Thì nếu như nãy giờ em đã nói quá trời nhiều từ mỹ miều về con A25 này, thì cái con A26 này nó còn vip hơn nữa, nên em thôi khỏi nói nữa ha. Đó, anh em tự biết rồi. Con này 6,2 kg ha, 6,2 kg, tức là nó còn đỉnh của đỉnh đó ha. Thằng này là đỉnh này, thằng đỉnh của đỉnh nữa, tức là máy này thì nó khác hơn cái là cái công suất nó lớn hơn 350 này, và cái máy của nó là máy nồng đứng, còn 350 thì là nồng nằm ha. Rồi máy bơm thì có cái con A27 này 1,3 triệu, Kawasaki ở bình xăng trên, chạy rất là bốc. Cột áp 35m, lưu lượng 120 lít một phút ha anh em ha. Anh em chuyển khoản thanh toán trước bớt thêm 200 ngàn, còn con chiều mốt quá hôm. Rồi con này là Sinawa 1,4 triệu ha, nồng 34 ly, 26cc, cũng là bình xăng trên, chạy rất là bốc. Đặc trưng của cái con này đó là cái bình chứa zin của nó rất là bự, nó chứa được cái lượng xăng nó lớn hơn thằng bên đây, thì mình chạy rất là lâu để mình phải tiết kiệm chăm nhiên liệu ha. Rồi con này 1,4 triệu A28 nha anh em. Còn con bên đây đó là A29 1,7 triệu, con này là 25cc. Con này nó xài cái động cơ của thằng Mitsubishi
TU26 này nè. Con này nó sử dụng nó là cái con Cosin. Cái hiệu của nó là Cosin nhưng mà thực ra là nó xài cái động cơ là Mitsubishi. TU26 cũng giống như thằng Ruby nãy giờ em nói á. Nó sử dụng nó mua cái động cơ của Mitsubishi nhưng mà cái thương hiệu của nó là thương hiệu Cosin. Thằng Cosin này nó quá nổi tiếng rồi. Nó chuyên sản xuất mấy cái ổ bơm này nè. Tất cả các dòng máy khoảng 90% tất cả các dòng máy bơm là đều xài của tập đoàn Cosin này hết. Rồi 115 lít một phút, cột áp 35m nha anh em, nặng 5kg luôn nè ha. Máy rất là đẹp ha. Mitsubishi. Đấy, ở trong này nó cứ ghi nè, Mitsubishi nè anh em không? Đó. Rồi, còn có con này là Maru. Con này là một A30 này 1 triệu 9 nha. 1 triệu 9 mà nếu anh em chuyển khoản bớt thì còn có 1 triệu 7. Giá hôm ha. Đó. Gọn và nó đặc trưng của nó là cái chụp giật trợ lực. Con này thì đời rất là cao, đời khoảng 2016, 2017 á. Đó, Maru. Đó. Đây cái tem Bích M. Con này hút dữ dội lắm nha. Anh em đưa tay vô hút gịch gịch luôn. Đó. Cái đường răng đồ này kia còn rất là đẹp ha. Rồi, A30. Rồi A31 này là cái máy cắt bê tông nha anh em. Con này là giống như cái Retro 351. Đó, cái lưỡi của nó là lưỡi zin luôn đó. Thì anh em có thể thuê tùy ý anh em hai lưỡi thoải mái. Con này 2 triệu rưỡi ha. Rồi, anh em là chốt chuyển khoản bớt thêm 200 ngàn nữa thì còn có 2 triệu 3, quá hôm luôn. Đó, cái lô khai trương quá hôm luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ qua mấy cái đầu máy rác này rồi mình kết thúc cái clip nha anh em. Đầu máy rác này đó thì đầu máy rác này nè, trong cái mâm này nè là đồng giá. Em đưa cho anh cái bọc cho anh cái bọc đó đây, cho đựng giơ tay. Rồi mấy máy rác này là đồng giá anh em, thì anh em mua về anh em coi anh mua về lấy phụ tùng, rã phụ tùng hay các kiểu làm đủ thứ hoặc là em yêu khoa học gì đó thì làm nha. Rồi khi mà anh em mua cái máy rác này đó thì nhớ giùm em một điều kiện, đó là phải chuyển khoản trước 100% ha. Phải chuyển khoản trước 100% rồi bên em mới ship ha. Đó. Rồi đầu tiên là cái con số 1 này 150.000 đồng giá nha. Trong cái mâm này đồng giá em có đánh dấu số đó, anh em muốn lấy con nào lấy. Con này là Singu nha anh em. Singu. Đó, rồi anh em lấy cái bình xăng này không là cũng mới mới rồi nè. Cái trái bích tông của nó còn nguyên zin luôn. Bích tông nhìn nhỏ nhắn ha, không hề chạy gì hết ra nè. Chụp giật còn ở trong này luôn nè ha. Đó, anh em mua thợ đồ này kia có về thì đấy, đó, cái xe tép luôn nè. Về em yêu khoa học ha, A1. Còn con số 2. Đó, con này thì nồng khoảng 34 ly nha. Nhưng còn con này có vẻ như nó nằm ở ngoài mưa nhiều quá. Nó bị mà đóng muối ha, đóng muối. Cái này anh em về phải ngâm rửa xăng á cho nó ra. Đó, rồi anh em chơi. Nhưng mà có con này thì đã đủ đồ hơn con bên đây nhiều. Đó, con này nồng 34 ly. Con này máy TU26 hay gì đó. Đó, còn bình xăng luôn, con số 2 ha. Rồi, con số 3 này là cái lốc. Cái lốc này là cái máy gì đây? Ý ra nó dính vô đây rồi. Nhớ rồi, con số 3 này cái lốc. Lốc nồng bích tông. Anh em có thể về lấy được cái con này là lấy được cái mâm lửa nè. Cái bố zin nè. Nguyên cái cây dên nè, rồi cái lốc bên đây. À như con này là Echo nha anh em. Con này Echo, Echo này hình như Echo cho gì không biết luôn. Được cái cục y xe tép nha, cục y xe tép zin nè. Nội cái cục y xe tép zin này không mà bán phụ tùng là cũng gần cả 100.000 rồi nha anh em. Chưa kể mấy cái hoa lăng mâm lửa nữa. Đó, rồi con số 4 này cũng tương tự vậy luôn. Con số 4 này còn cái nồng luôn nè. Nhưng mà em thấy nó chưa có chày nha. Đó, rất là đẹp. Đấy. Nè, cái bố zin luôn nè. Cái bố này là con mày máy Echo rồi. Đó, số 4. Số 5. Số 5 này sao giống số 4 quá ta? Số 5 này là giống cái máy đơn giá nè. Giống máy Maru nha anh em, giống máy Maru. Không, con này ở châu, máy này máy ở châu. Ở châu. Nè, nội cổ cục IC không là tháo bán là anh em biết là cục IC không là hết 250.000 là thấy chưa chân lợi 100.000. Chưa tính mấy cái nồng rồi hoa lăng rồi cái dên đồ này kia ha. Đó. Không hề mà giá rất là thơm nha. Không hề húi đâu nha. Con này số 6 nha anh em. Con này máy Kawasaki, nổi cái chụp giật này không hết là hết 150.000. Nổi cái chụp giật này háo bán không là hết 150.000. Rồi bình xăng này nhiêu nữa. Rồi cục IC nữa. Rồi lốc mâm lửa nữa nè. Đó. Rồi bố nữa nè. Rồi công tắc nè, bình xăng nè. Nói chung là 150.000 thì cái này quá lời rồi anh em ha. Rồi. Còn bên đây thì là 350 nha nè. Bên đây thì 350. Đầu tiên là con này xuống đi, con này số 8 nha. Anh em nhớ giùm em cái số máy nha. Con này là máy Kawasaki TA33. Tức là nó tương đương với TL33 của Mitsu á, là máy lớn nha, nồng nó tới 36 ly á nha. Đấy, còn mà con này em thấy là cái khả năng mà nó nổ là rất là cao nha, tại vì giật nó cái hơi hám đồ này kia nó còn
rất là ok. Con này mà heo em đánh giá là về chỉ vệ sinh bình xăng con rồi này kia thôi là nổ, khả năng mà nó để nó nổ là hoạt động rất là tốt, là tới 90%. Cái đó không phải mà muốn nói muốn bán là nói cho anh em là không có nha. Con này là nó xài bình xăng trên hay là đúng rồi, bình xăng trên đó, nó bình xăng trên, nó cho bình xăng nằm trên này nó chảy xuống nè, 350 anh em về anh ba em bán con này mà nó hoàn thiện nó bán gần 3 triệu nha. Rồi con này là Mitsu tay 130, con này máy ba lô đó, có cái tâm này luôn, con này cũng 350 luôn, Mitsubishi tay 130 nha, nằm cũng 32 ly. Đặc biệt là cái con số 7 này, số 7 này là Shinawa mà cái con này á, là cực kỳ cái á, là nó rất là mới nè anh em nhìn nè. Nó anh em háo cái cục IC này không, bán hết 250 ngàn rồi, bình xăng nhiêu, bình xăng 170 ngàn, bình xăng riêng đó, rồi nồng rồi kia, nồng em thấy còn ok nha, nồng rất là ok luôn, không hề cứng luôn nè. Con này là đưa xăng sống vô là chạy luôn á đó, 350 là quá mềm. Nói chung là cái con này rất là mới nha, con này máy nó cọp mà thôi giả bán cho anh em luôn, chứ không có thời gian để kiếm mấy cái phụ tùng đồ để làm nổ rồi lại bán đó, bán luôn cho anh em thì anh em có thời gian anh em làm, em không có thời gian nha. Đặc biệt nhìn trong này nè đó, nhìn cái nó rất là mới nè đó, con này rất là cọp nha. Rồi 350 ngàn ba con này đồng giá ha. Rồi anh em nào có mua nhu cầu mua máy nào đó thì nhớ alo giùm em qua cái số điện thoại hotline là 0967100003 ha, nhớ giùm em qua số điện thoại hotline này 0967100003 thì đặt cọc trước giùm em 200 ngàn, còn để được khuyến mãi tặng một thùng bia đó thì anh em phải chuyển khoản trước 100% giá trị máy ha. Rồi sau đó sẽ chốt cái loại máy, rồi bên em sẽ test từng máy qua Zalo cho anh em xem, rồi sau đó mới đóng hàng rồi gửi hàng. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo ha, chúc anh em năm mới vui vẻ.